không hiểu được điều này, đàn ông sẽ không trân trọng bà. Tôi tham dự một hôn lễ rất đặc biệt. Khi tôi vừa xuống xe, hai người đứng trước khách sạn đón khách. Thấy tôi mỉm cười chào họ, họ lại tránh ánh mắt tôi. Tôi phì cười, đưa họ phong bao lì xì chúc tân của tôi. Cảm giác như bị phỏng tay, liên tục nói không cần không cần, tới là tốt rồi. Cô dâu thì cười tươi nói, anh ấy sợ chị đấy. Nói là có đọc qua bài viết của chị, không dám đối mặt với chị. Cảm giác như bị phơi bày hết cả, còn bảo là khả năng đọc vị người khác của chị quá là cao siêu. Tôi vui vẻ đáp câu này có vấn đề rồi nhé. Thường thì cha nam mới sợ tôi thôi, còn đàn ông tốt không dè chừng tôi đâu. Lý do bởi vì tôi rất ghét đàn ông tồi tệ, còn với đàn ông chân chính tôi rất hòa nhã mà. Chú rể lập tức tỏ lập trường, em xin thề, nhất định về sau em sẽ làm một người đàn ông tốt. Tôi lại đưa thêm phong bao lì xì khác nói, chị thực sự muốn chúc hai em luôn luôn hạnh phúc. Hơn nữa đây là lần cuối chị tặng phong bao đó nha, lần sau thì không có nữa đâu. Chú rể ngại ngùng nói, em đảm bảo, chắc chắn sẽ không có lần sau nữa. Cô dâu trong lúc không ai chú ý liền bước theo tôi hỏi, chị Vãn Tình, chị có phải xem thường em hay không? Tôi lắc đầu, đáp thật lòng, không đâu, trong tình yêu đâu chỉ có chia tay là sự lựa chọn duy nhất. Ai rồi cũng sẽ thay đổi, có thể trở nên tốt hơn hoặc xấu đi. Chỉ cần bản thân thấy tốt và đảm đương được hậu quả về sau thì chị vẫn lựa chọn được hạnh phúc. Em không cần phải lo lắng người khác đánh giá như thế nào đâu, chỉ cần bản thân chị với em mà nói. Lời chúc phúc của chị rất quan trọng, nó khiến cho em có đủ dũng khí, đủ sức mạnh để đối mặt với cuộc sống sau này. Thấy cô ấy trở lại cửa đón khách, trong lòng tôi bồi hồi dậy lên dòng suy nghĩ. Hãy gọi cô ấy là Triệu Triệu nhé. Tôi nói đám cưới này đặc biệt, không những bởi vì đây là lần thứ hai cô ấy kết hôn, mà còn vì chú rể đều cùng là một người, cũng là chồng trước kia của cô ấy. Câu chuyện của Triệu Triệu rất điển hình, hy vọng có thể giúp ích gì đó cho các bạn. Triệu Triệu và chồng đều là đồng nghiệp, hai người tiếp xúc qua lại nên phải lòng nhau, hơn nữa độ tuổi, các điều kiện khác cũng xứng đôi. Hai người yêu đương cũng thuận lợi. Một năm sau, dưới sự chúc phúc của mọi người, hai người họ bước vào cuộc sống hôn nhân. Sau khi kết hôn, hai người cùng góp sức mua nhà, có những kỳ vọng mới, cũng có những áp lực mới. Bởi vì muốn kiếm thêm tiền, vợ chồng thương lượng xong, người chồng sẽ đến thành phố khác làm quản lý. Lương cao hơn 50%. Anh chồng nghĩ hai người còn trẻ nên nỗ lực kiếm thêm tiền để cho cuộc sống sau này có nền tảng cơ bản. Cũng như chuẩn bị, Triệu Triệu cũng ra sức làm việc, tài khoản tiết kiệm của hai vợ chồng cũng ngày một tăng cao. Nhưng điều khiến Triệu Triệu có nằm mơ cũng không thể nghĩ ra được là trong một năm anh chồng mình qua thành phố khác làm việc, anh ta đã ngoại tình, hơn nữa còn nên lời, không dám tin đây là sự thực. Anh chồng hốt hoảng phi về trong đêm nhận tội cầu xin tha thứ, kể rằng trong một năm bên ngoài làm việc, không có bạn bè, vợ cũng không ở cạnh bên, áp lực công việc rất lớn, tới người nói chuyện cùng cũng không có, cô đơn tới mức cỏ dại cũng mọc hoa. Vì vậy, Triệu Triệu đau lòng đáp ngoại tình chính là ngoại tình, anh còn dám nói mình khổ tâm sao? Theo như anh nói, em cũng có lý do để ngoại tình nhân này, nhưng thực sự cô ấy không thể tiếp nhận được chuyện này. Cho dù người đàn ông này có xin lỗi như thế nào, có nhận sai ra sao, Triệu Triệu lúc đó, một lòng chỉ muốn rời xa người đàn ông đã gây tổn thương cho mình, không do dự, không chùn bước. Nhưng Triệu Triệu sau khi kết hôn cũng chẳng được vui vẻ gì, nghĩ đến ngày tháng trước đây của hai người, cả người như bị mất hồn. Sau khi ly hôn, anh ta vẫn theo cô ấy xin lỗi nhận sai, hy vọng cô ấy cho anh ta một cơ hội, xin cô tha thứ cho anh. Thời gian đó, Triệu Triệu thường nhắn tin WeChat cho tôi, chị Vãn Tình, nên hay không nên tha thứ cho người đàn ông đã ngoại tình. Khi cô ấy hỏi câu này, trong lòng tôi biết cô ấy đã dao động rồi, tôi hỏi cô ấy có phải cô ấy muốn tha thứ cho anh ta hay không. Triệu Triệu bối rối nói, em thừa nhận, em vẫn còn tình cảm với anh ta, nhưng lỗi lầm anh ta gây ra, em không thể nào tôi, một người phụ nữ, chồng cô ấy phản bội lại cô ấy. Mà cô ấy vẫn tha thứ cho anh ta có phải không có khí phách hay không? Có phải sẽ bị người đời xem thường hay không? Tôi nghĩ một lúc rồi đáp người ta nhìn nhận như thế nào, thực ra không quan trọng. Điều quan trọng là em nghĩ như thế nào, dù gì thì đấy cũng là cuộc sống của em, ấm hay lạnh chỉ có mình em cảm nhận được rõ nhất. Lại qua một khoảng thời gian, Triệu Triệu nhắn cho tôi nói chồng cũ của em cứ liên tục cầu xin em tha thứ,
Qua khoảng thời gian bình tĩnh này hình như em cũng không còn hận anh ta nữa. Nhưng trong lòng không thể buông xuống được chuyện này. Dạo gần đây em cứ nghĩ mãi nên hay không nên tha thứ cho anh ta. Nghĩ sắp điên đầu rồi. Em ấy hỏi tôi, nếu như là tôi sẽ làm như thế nào? Tôi nói, nếu như là chị, nếu vẫn còn tình cảm với anh ta, mà anh ta vẫn một mực muốn quay lại với chị sẽ cho cả hai một cơ hội, nhưng chỉ là cho cơ hội thôi chứ không phải lập tức tha thứ cho anh ta. Chị có thể đặt thử một mốc thời gian, nếu như đối phương thật lòng thật dạ chân thành thì tái hợp lại cũng không có gì là không được cả. Lúc đó Triệu dường như tìm được sự ủng hộ to lớn từ tôi, liền nói, em tưởng chị tuyệt đối sẽ đàn ông ngoại tình, có nên tha thứ hay không? Thực ra, thế giới này rất phức tạp, tính cách con người cũng phức tạp, làm gì có đáp án nào cố định được. Tôi không tha thứ, không có nghĩa là tôi không thể tha thứ. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, đương nhiên lựa chọn cũng không giống nhau, không cần phải theo đám đông, cũng không cần có nhiều người ủng hộ lựa chọn của bạn. Cốt yếu là bạn việc lập tức tha thứ cho anh ta. Các cô gái nghĩ rằng, dường như sự lựa chọn đều có tính cố định. Một là, vĩnh viễn không bao giờ tha thứ. Hai là, lập tức tha thứ. Thực ra, nếu như bạn có thật lòng muốn tha thứ, tại sao không để hai người thêm một khoảng thời gian? Một là, để xem đối phương có chân thành hay không. Hai là cho bản thân thêm thời gian để đối diện với để lại tin nhắn hỏi. Anh ta phạm một lỗi rất trầm trọng, ngoại tình dăm 3-7 lượt, tại sao anh ta không trân trọng bạn? Mỗi lần bị làm phiền bởi những câu thắc mắc như này, các cô gái đều mang suy nghĩ viển vông tha thứ cho đối phương mà quên mất rằng, thứ nhất, anh ta có cần bạn tha thứ hay không? Nếu như không cần bạn tha thứ, thì chỉ có mình bạn giữ mãi không buông mà thôi. Anh ta việc gì phải trân trọng sự tha thứ của bạn, bởi vì anh ta thực sự không cần. Thứ hai, bạn gấp gáp tha thứ như vậy, không để cho anh ta thời gian để sửa sai và kiểm điểm bản thân, thì anh ta sợ gì mà không làm như vậy nữa, không cần phải trả giá cho việc mình làm. Bạn còn muốn người ta phải trân trọng cơ hội bạn cho, bạn rốt cuộc không tha thứ được, thì ít nhất cũng không nên tha thứ nhanh như vậy. Tôi thật sự không biết các bạn cần gì phải gấp như vậy, sợ là nếu mình không tha thứ nhanh anh ta sẽ đi mất. Vậy tôi chỉ có thể nói, tha thứ càng gấp, họ sẽ rời bạn càng nhanh. Có rất nhiều cô gái quá để ý sự được mất, cảm thấy mất đi còn đau lòng hơn đạt được. Tôi đại khái có thể hiểu suy nghĩ của các cô ấy, dù cho đối phương có làm chuyện có lỗi với mình, họ vẫn sợ mất đi. Trên phương diện kinh tế lẫn tình cảm họ không thể rời xa đối phương, có thể họ vẫn cứng miệng nhưng trong lòng đã tha thứ cho họ rồi, thậm chí còn cảm thấy nếu không ngay lập tức tha thứ cho họ. Đợi họ nổi giận rồi thì bản thân như vậy. Nếu một người đàn ông không thật lòng muốn chung sống với bạn, dù cho bây giờ bạn có lập tức tha thứ cho anh ta, thì tương lai không xa cũng mất đi anh ta mà thôi. Tôi chỉ muốn nói với bạn điều này. Người đàn ông chân thành xin sự tha thứ của bạn, muốn tương lai đối đãi với bạn thật tốt, sẽ không vì bạn nhất thời không tha thứ cho anh ta mà phủi tay bỏ đi. Anh sẽ cho nghĩ rằng bạn là người phụ nữ lý trí, bình tĩnh. Cuộc sống về sau sẽ càng tôn trọng bạn, không dám xem thường bạn. Vậy nên, khi trong thâm tâm bạn cân nhắc về việc tha thứ cho anh ta, ít nhất bạn hãy xem qua vấn đề dưới đây. Một là, nguyên nhân bạn tha thứ cho anh ta rốt cuộc vì kinh tế nên không thể rời xa anh ta, hay là vẫn còn tình cảm với anh ta. Điểm này sẽ giúp bạn về sau có thể xử lý mối quan hệ của hai người một cách đúng đắn, cũng giúp bạn tinh tường nhận ra trạng thái hiện tại của bản thân. Hai là, cho đối phương một khoảng thời gian, xem thành ý của anh ta như thế nào cũng như để thấu rõ nội tâm của chính mình. Như vậy, tương lai mới có thể thấy được biển rộng. Nói với chồng cũ của mình rằng, em cần thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc của mình, em không còn hận anh nữa. Nếu như tương lai có thể cùng nhau bước tiếp, thì phải xem biểu hiện của anh và duyên phận của chúng mình rồi. Sau đó, hai người yêu lại từ đầu 2 năm, cả hai đều trưởng thành lên không ít. Cũng dần dần buông bỏ quá khứ, vậy nên mới có bài viết này cho bạn đọc. Như tôi đã nói ở một bài viết, trên thế giới này, chỉ có một người đàn ông đáng để bạn tha thứ, chính là người biết được mình đã làm bạn tổn thương ra sao, về sau năm rộng tháng dài đối xử tốt với bạn hơn, và vừa lúc, bạn vẫn còn yêu anh ấy. Cuối cùng, xin hãy nhớ một điều, có thể lựa chọn tha thứ, nhưng mà, vĩnh viễn chỉ được tha thứ một lần, thêm nữa không được tha thứ quá gấp. Không hiểu được điểm này, đàn ông sẽ không trân trọng bạn đâu.